Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hay tôi đang đứng đây là ở khu trung tâm thương mại phường 7. Chỗ này là ngã tư của đường Ngô Đức Kế và đường Phùng Chí Kiên. Thì ở khu trung tâm thương mại này á, là tôi đang có một cái căn nhà liên kế, nhà diện tích là sắp xỉ 95 m², xây một trệt hai lầu rưỡi, xây đường Phùng Chí Kiên này, Nguyễn Oanh này. Cái khu này là khu xây liên kế nhá, đây nhà liên kế. Thì có một căn ngang 7 m, 7 m rưỡi chứ, 7 m rưỡi, sâu 13 m, 13 m, 13 m 6 đấy. Thì diện tích là tổng là sấp xỉ là 95 m², một trệt, hai lầu một nửng. Thì giá đang chào bán là 9,5 tỷ. Cái chiều ngang là 7 m rưỡi, là cái chiều ngang cực kỳ đẹp, cực kỳ hiếm ở đây, mà nó lại rất gần cái đường Nguyễn Thái Học, đây đường Nguyễn Thái Học này, tập trung là nơi tập trung rất nhiều ngân hàng, đây ngân hàng Bản Việt này, kia bên kia là ngân hàng VIB, ngân hàng GP Bank, ngân hàng SHB, ngân hàng VP Bank, ngân hàng Việt Nga, các thứ nào ở đây rất là nhiều luôn. Còn đây là nhà hàng Hữu Nghị, bên kia là công viên nước và nhà hàng tiệc cưới Maxim. Ở phía bên kia là đường Trương Văn Bang. Thì cái khu vực này là tập trung rất nhiều các cái ngân hàng này, rồi các cái trung tâm để dạy văn hóa, dạy tiếng Anh vân vân. Thì đấy, thì ở đây tôi đang có một căn nữa cũng bán là diện tích là 187 m², ngang 10, sâu 20, căn góc hai mặt tiền. Đó, thì đây ngay đằng sau SHB đây. Thì giá bán là 24 tỷ nhá. Đấy, lô góc hai mặt tiền, tôi có một cái video khác thì đã quay kỹ rồi. Đây. Đấy, rất nhiều đây, ngân hàng Sài Gòn này, thương mại cổ phần Sài Gòn này, SCB. Kia đây là ngân hàng nhà nước này. Ngân hàng nhà nước đặt ở đây. Đây là trụ sở của công ty Khang Ninh này. Đó. Cái chỗ Bùng Binh này là giao của đường Nguyễn Thái Học và đường Nguyễn Tri Phương. Đấy. Thì quý vị nào có nhu cầu mua một căn nhà ở thuộc khu trung tâm thương mại á, chiều ngang tới 7 m rưỡi, tôi xin nhấn mạnh lại này, ngang 7 m rưỡi, sâu 13 m 6, diện tích chính xác là 94,8 m², giá bán là 9,5 tỷ nhá. Thì alo ngay cho tôi theo số điện thoại là 0909 889 678 và 0915 699 112. Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh của tôi á, để cập nhật những thông tin mới nhất mà tôi đưa lên kênh YouTube này. Quý vị biết ai có nhu cầu mua hoặc bán ở đâu á, thì cũng vui lòng liên hệ với tôi. Chúng tôi sẽ rất vui khi được sự tin tưởng của quý vị. Xin trân trọng cảm ơn.